Mến chào quý vị và các bạn, mời các bạn quay trở lại với kênh Xoắn bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Xoắn bóng đá bằng cách bấm vào nút đăng ký, đồng thời tích vào quả chuông bên cạnh để mỗi lần Xoắn bóng đá update video thì các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Kính thưa quý vị và các bạn, mọi ánh mắt đang ngóng chờ ngày Philip Nguyễn nhận quốc tịch Việt Nam để có thể khoác áo lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia. Dù thông tin về Philip Nguyễn nhập quốc tịch Việt Nam đã xuất hiện từ lâu, nhưng những sự phức tạp trong thủ tục đang cản trở cầu thủ này trở về phục vụ quê hương đất nước. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đang làm hết sức có thể để hỗ trợ cầu thủ này nhập quốc tịch Việt Nam. Mới đây, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã chia sẻ với báo Thanh Niên rằng do thủ tục nhập tịch rất phức tạp, đòi hỏi có nhiều công đoạn khác nhau, nên Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã làm việc với nhiều tổ chức liên quan nhằm đơn giản hóa một số quy trình mà vẫn đảm bảo quy định của pháp luật. Philip Nguyễn được xếp vào trường hợp đặc biệt, có khả năng cống hiến to lớn cho đất nước Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đang nghiên cứu kỹ nghị định của chính phủ về việc sử dụng nhân tài, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, kỹ thuật, sẽ được hưởng chính sách ưu tiên, trong đó có nhập tịch. Philip Nguyễn thiếu giấy phép thường trú, một trong những điều kiện bắt buộc trong luật nhập tịch. Tuy nhiên, điều luật cũng có quy định mở như sau. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được chấp nhận mà không nhất thiết phải đảm bảo điều kiện biết tiếng Việt hoặc thường trú tại Việt Nam 5 năm trở lên nếu có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, có lợi cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc Philip Nguyễn được xét vào diện đặc biệt sẽ giúp anh đẩy nhanh quá trình nhập tịch, đơn giản hóa một số thủ tục. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng chỉ cố gắng hết sức có thể. Còn Philip Nguyễn có được nhập tịch sớm hay không phụ thuộc vào các cơ quan chức năng. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang tất bật chuẩn bị kế hoạch cho đội tuyển Việt Nam ở hai giải đấu quan trọng vào cuối năm là AFF Cup năm 2020 và vòng loại World Cup năm 2022. Dù bóng đá chưa trở lại, nhưng vị chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn liên tục nhận tin không vui từ các học trò. Mới đây, bệnh viện đội tuyển Việt Nam phải đón nhận thêm một thương binh là Phan Văn Đức. Tuy nhiên, mối lo lớn nhất của nhà cầm quân người Hàn Quốc chính là vị trí thủ môn khi Nguyễn Tuấn Mạnh bất ngờ thông báo chia tay câu lạc bộ Khánh Hòa. Học trò cưng của huấn luyện viên Park Hang-seo rơi vào cảnh thất nghiệp và sẽ ngồi chơi sơi nước suốt lượt đi V-League. Nếu tìm được bến đỗ mới, Tuấn Mạnh cũng phải chờ đến ngày 14 tháng 8 mới được thi đấu. Trong khi trận đấu bắt chính gần đây nhất của thủ môn này đã từ tháng 10 năm 2019, đồng nghĩa người gác đền số 2 của đội tuyển Việt Nam ngồi không một năm. Không chỉ Tuấn Mạnh, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đang rất đau đầu với trường hợp của thủ thành số 1 của Việt Nam, đó là Đặng Văn Lâm. Từ chỗ là vị trí không thể thay thế tại Montreal United, thủ môn Việt Kiều đã đánh mất suất bắt chính vào tay thủ môn Son Pojot. Chưa rõ Văn Lâm có đòi được vị trí từ thủ thành người Thái Lan hay không, nhưng Montreal United hoàn toàn có thể làm khó cho đội tuyển Việt Nam bằng cách không nhả người tại AFF Cup năm 2020, giải đấu không thuộc FIFA đây. Ở thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo thực sự nhớ Philip Nguyễn. Trước đó, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh xác nhận nhà cầm quân người Hàn Quốc đang ngóng chờ kết quả nhập tịch của thủ thành Việt Kiều người Séc. Philip Nguyễn khẳng định việc khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam là điều anh không bao giờ từ chối. Với tài năng đã được khẳng định tại giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc, thủ thành sinh năm 1992 sẽ là mảnh ghép thích hợp trong đội hình của huấn luyện viên Park Hang-seo. Thủ môn Việt Kiều Philip Nguyễn cũng đang có phong độ ổn định tại Slovan Liberec. Ở trận đấu giao hữu mới đây trước Bohemian Praha 1905 của Patrick Lê Giang, Philip Nguyễn đã chơi xuất sắc và giữ sạch lưới trong thời gian xuất hiện ở trên sân. Hy vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm giải quyết vấn đề thủ tục nhập tịch cho thủ môn Việt Kiều Philip Nguyễn để anh có cơ hội và cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam tại vòng loại World Cup năm 2022 và AFF Cup năm 2020. Phần tin tiếp theo, Xoắn bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin hé lộ danh tính tân kiến trúc sư của bóng đá Việt Nam kết hợp cùng huấn luyện viên Park Hang-seo. Kính thưa quý vị và các bạn, như những thông tin từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, ông Jürgen Gates đã chính thức không còn là giám đốc kỹ thuật của bóng đá Việt Nam kể từ tháng 6 năm 2020. Trong 4 năm hợp tác, chuyên gia người Đức đã có những đóng góp không hề nhỏ cho bóng đá Việt Nam. Ông thường xuyên tham gia vào ban huấn luyện các đội tuyển trẻ, trong đó có thành tích giúp U19 Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết FIFA U20 World Cup năm 2017. Ngay sau khi chấm dứt hợp đồng với ông Jürgen Gates, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã ngay lập tức tìm được người thay thế chuyên gia người Đức ngồi vào chiếc ghế giám đốc kỹ thuật của bóng đá Việt Nam. Đó là giảng viên cao cấp của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, ông Yusuke Adachi. Chuyên gia người Nhật Bản không phải gương mặt xa lạ khi trước đây ông đã từng giảng dạy cho các huấn luyện viên tại Việt Nam như Lê Huỳnh Đức,
Nguyễn Hữu Thắng, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Đức Thắng, Hoàng Văn Phúc, Phan Thanh Hùng. Ông nhận được sự tôn trọng và đánh giá rất cao về chuyên môn tới từ các chiến lược gia của Việt Nam. Nói về vấn đề này, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã chia sẻ rằng ông Yusuke Adachi từng làm giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Hồng Kông, một giảng viên rất giỏi, giàu nhiệt huyết, và chúng tôi đã được ông truyền dạy rất nhiều kiến thức quý giá về phong cách huấn luyện chuyên nghiệp. Theo thông tin mà thành viên ban lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam chia sẻ với Thanh Niên, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã biết về sự xuất hiện của tân giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Cụ thể, người này đã nói rằng huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã được biết về sự hợp tác giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và chuyên gia Nhật Bản. Tôi tin tưởng giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên trưởng các đội tuyển trẻ khác tại Việt Nam sẽ cùng tân giám đốc kỹ thuật tạo nên bộ máy thống nhất, đồng bộ, đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới. Được biết, trong quá trình thương thảo hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và ông Yusuke Adachi đang đi ở những bước cuối cùng. Chỉ còn một chút vướng mắc về những nhiệm vụ cụ thể mà ông Yusuke phải gánh vác trong vòng 5 năm tới. Mức lương mà chuyên gia Nhật Bản được nhận mỗi tháng sẽ rơi vào khoảng 20.000 USD. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF sẽ tự chi trả khoản tiền này. Ngoài ra, ông Yusuke cũng sẽ được bố trí ở tại khu biệt thự dành cho các chuyên gia ngoài nước tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Phần tin tiếp theo chuẩn bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin Quang Hải bất ngờ phản ứng sau khi bị soi mói đề tư. Kính thưa quý vị và các bạn, là một cầu thủ nổi tiếng lại có đời sống tình cảm khá phức tạp, Quang Hải thường xuyên phải nhận những ánh mắt gièm pha từ xung quanh. Mới đây nhất, sau khi anh đăng tải bức ảnh bên cạnh cô gái Huỳnh Anh thì người hâm mộ đã xôn xao về cầu thủ này. Khen cũng có, chê cũng có, nhưng thậm chí có những người buông lời khó nghe khiến Quang Hải không thể ngồi yên. Thông qua trang cá nhân, cầu thủ này đã lên tiếng rằng: "Một nửa sự thật thì không bao giờ là sự thật. Đôi khi tặng hoa là để bắt đầu một mối quan hệ, nhưng tặng hoa cũng có thể là cách chúng ta dành tặng sự trân trọng khi kết thúc một chặng đường đi cùng nhau. Hãy tin rằng tình cảm dù mới hay cũ luôn là thứ đáng trân quý, nhưng nếu đã là hết duyên thì cũng nên dừng lại để cho nhau khoảng trời riêng. Hải chưa từng làm điều gì có lỗi và Hải tin rằng những người trong cuộc đều hiểu. Mong mọi người cũng hiểu và tôn trọng quyết định của Hải." Sau gần một ngày đăng tải, dòng trạng thái của Quang Hải nhận hơn 100.000 lượt yêu thích và hàng nghìn lượt bình luận chia sẻ. Hầu hết người hâm mộ đều thông cảm và động viên cầu thủ này giữ vững tinh thần để duy trì phong độ tốt nhất. Một tuần nữa, các đội bóng Việt Nam sẽ trở lại thi đấu cúp quốc gia. Vì là nhà đương kim vô địch nên Quang Hải và các đồng đội không phải đá lượt đầu tiên. Tranh thủ thời gian này, câu lạc bộ Hà Nội đã giao hữu với Viettel nhằm tăng cường cảm giác bóng cho các cầu thủ. Phần tin tiếp theo, sân bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin Liên đoàn bóng đá châu Á chỉ ra điểm yếu lớn nhất trong chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo. Kính thưa quý vị và các bạn, sau nhiều tháng nghiên cứu, tiểu ban kỹ thuật của AFC đã công bố bản báo cáo kỹ thuật 78 trang về vòng chung kết U23 châu Á hồi tháng 1 vừa qua. Một trong những điểm đáng chú ý mà AFC phân tích là chiến thuật mà các đội bóng sử dụng ở vòng chung kết U23 châu Á lần này. Xu hướng tiếp tục nở rộ của các đội bóng là sơ đồ 3 trung vệ. Ở giải đấu năm 2016, tất cả các đội bóng đều chơi với hàng thủ 4 người. Sau năm 2018, 4 đội đã chọn sơ đồ 3 trung vệ đến giải đấu trên đất Thái Lan. Con số này tăng lên là 5 với Triều Tiên, Nhật Bản, Jordan, Qatar và Việt Nam. Nhưng 4 đội bóng trong số này đã bị loại sau vòng bảng. Chuyên gia phân tích của AFC, ông Choi Seong-bum đã chỉ rõ: "Chúng tôi nhận thấy rằng sơ đồ 3 trung vệ sẽ giúp các đội bóng khai thác tốt chiều rộng sân. Nhưng chất lượng của hai hậu vệ cánh là điểm mấu chốt, bởi nếu chỉ cần xuống sức thì họ sẽ để khoảng trống rất lớn cho các đối thủ khác khai thác." Đội ngũ chuyên gia của AFC cũng lưu ý, các cầu thủ chạy biên trong sơ đồ 3 hậu vệ sẽ rất có ích trong các đợt chống phản công. Tuy nhiên, lợi thế này sẽ không phát huy nhiều nếu họ không chơi áp sát tầm cao. Sơ đồ 3 hậu vệ được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng ở các đội tuyển Việt Nam ở hầu hết các giải đấu. U23 châu Á năm 2020 cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, AFC đã chỉ ra những vấn đề lớn mà sơ đồ này cần khắc phục. 3 trong 4 đội tuyển ở bảng D sử dụng sơ đồ này, điều đó giúp họ gia tăng quân số ở hàng tiền vệ. Nhưng mặt khác, điểm yếu là họ không thể bảo vệ hết một không gian rộng lớn phía sau lưng hàng thủ và trước mặt thủ môn. Đối thủ đủ thông minh để tấn công vào các khoảng trống mà hàng thủ đã kéo dàn trước đó. Từ góc độ hoàn thiện, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huấn luyện kỹ năng phòng thủ 1-1 với các trung vệ. Điều này cũng dẫn tới một hệ quả khác, đó là việc chơi bóng với 3 trung vệ sẽ tạo lợi thế lớn cho các cầu thủ tấn công khéo léo, nhỏ con của đối phương.
Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay từ kênh Xoắn Bóng Đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.